Ok, hello xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Yumi đây. Hôm nay mình sẽ chơi một cái map. Đây là của bạn map trúng tiền phòng ngủ của bé Linh nha. Đây cũng là quản trị viên của mình và Hiha luôn. Đây là ID của bạn để có thể tải nha. Chúc mọi người chơi map vui vẻ đây. Có ghi đầy đủ là quản trị viên Rin, Jin, Hạnh và Linh nha mọi người. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Để xem mình sẽ trốn ở đâu đây cho nó an toàn nha. Map này mình có chơi thử một hai lần ấy, mình thấy nó là khá là ổn này. Đây, giờ phải tìm đường đi lên thôi. Không biết là mình có thoát qua khỏi đường không nữa. Phải thử mới biết được đúng không mọi người. Mình sẽ chạy. Wow. Ui dạ. Trốn được trên đây không? Ở trên đây thấy là chỗ trốn nó khá là ổn ấy, nhưng mà vẫn còn lo lắm, sợ bị giết mọi người à. Khó thật sự ấy, kiểu như game làm rất là khó cho những người mà không có biết ai bắn tường bắt cua thì nó sẽ ổn hơn khi chơi mấy cái map trúng tiền. Nhưng mà Jimmy quá là dở trong những cái chuyện đó. Sẽ tìm một chỗ nào núp. Ở đây không có block gì để tàng hình hết, nên cái chuyện mà zombie thấy cũng dễ lắm. Mình sẽ cố mình 5 phút hiện tại là có 9 cái bánh tổ. Mình sẽ ăn bánh tổ để cho dạng như là mình có thể là sao ta, bé nhỏ trong nhiều phút nhất có thể. Bây giờ đứng ở đây trốn đi để canh tình hình sao đó. Đó, bên kia hình như đã có A bên người chứ không phải là zombie. Wow, có mấy bạn bắt cua đuốc trên đó rồi. Map này mình thấy khá là ổn nha. Mọi người có thể tải vô cái ID hồi nãy mình có để nha mọi người. Đây. Đó, bây giờ mình trốn ở đây thôi. À, mấy bạn này bị kẹt sao? Ok, tí nữa mình sẽ chơi lại chừng sau nha. Những bạn kẹt này là phải tính là kiểu như là map này chưa hoàn thiện cho lắm, nên map này cũng là mấy bạn ơi. No, giờ tự do rồi, chết luôn. Cái kết quá là xui mọi người à. Trời ơi, bây giờ biết làm sao bây giờ. Thôi cứ làm zombie một dáng đi, chứ ba con hồi nãy giờ nó chưa có tìm được tầm 14 bạn, cái số quá là nhiều mọi người à, nên cố gắng thôi. Biết làm sao bây giờ. Bây giờ mình bắt đầu mình đi tìm đây. Núp ở đâu đây? Mau mau hiện hình ra. Có ai núp ở trong đây không? Đây, có lối vô này. Wow, không ai núp trong đây luôn. Mọi người núp ở đâu rồi? Mau hiện hình cho zombie bắt nữa chứ. Ai núp ở đây không? Không luôn. Wow, mấy bạn trốn phải nói là quá là pro ấy. Hâu, tìm ở đâu đây? Trời ơi, map thì sâu tận tiết chân trời. Oh no, xui cho bạn rồi. Bạn lại trốn ở một nơi mà không nên trốn một xíu nào cả. Có bạn nào trên đây không? À, thấy rồi. Đó, thà cho mình giết đi, đừng có tự sát, hiểu không? Tự sát cũng không khỏi được đâu. Ôi, rồi lại chết nữa rồi. Tôi nhảy quá là dở mà. Map này thì giống như là nó quá cao ấy, dành cho mấy bạn mà bám tường chơi khá là... thấy có một thanh niên ở bên kia. Thanh niên này chắc bám tường cũng dữ. Wow, hai thanh niên. Ôi, một thanh niên đã rơi tự do mọi người à. Chết chắc rồi. Wow, vẫn bám tới cùng à. Ôi, theo mình nghĩ thì khó ăn lắm đây. Wow, đã chết rồi, thanh niên ấy đã chết rồi mọi người à. Thật là xui. Thật là xui cho thanh niên đó.
để đi qua được bên đó không ta? Đi qua được ở trên, đi lên được trên đây à? Đi bằng cách nào vậy ta? Mấy bạn bè ám bằng cách nào ấy, đi thật là hay luôn á. Làm sao để đi lên được cái bức tranh trên đây ta? Thật sự đó vẫn là một câu hỏi ẩn ý quá mọi người à. Không biết đi trong đây có cái đường nào để lên được trên đó không nữa. Wow, lại không có đường sao? Game mà khó. Em sẽ lên bắt bạn bám tường. Wow, hay thế. Cố lên nha em ơi. Ồ, hiện tại vẫn còn 9 người mà. Hiện tại là có mấy người bị kẹt ấy, nên mình cũng chưa biết được nữa. Đâu, có ai trên đây không? Phải coi kỹ mọi người à. Mấy thanh niên trốn bờ rồ cực kỳ luôn ấy. Mình khó tìm lắm ra để ra được tất cả những bạn đang trốn. Đây, mình lâu lâu thì may mắn thì mình mới bám được tí tường thôi à. Chứ mình không có phải là dân bờ rồ về mấy cái này. Mình thì chơi rất là, nói thật là rất là gà ấy. Chơi không được tốt cho lắm. Đây, bây giờ thì đâu? Wow, Ogre Lee Junki dáng này đã bị giết rồi. Game sẽ là khó cho mấy bạn rồi đây. Đó, map khá là rộng, chỗ trốn thì phải nói là quá nhiều. Đi tìm một hồi thôi, zombie cũng muốn chóng mặt luôn. Như tôi là tôi giờ tôi muốn chóng mặt rồi đó mấy anh hai. Chơi tiệm xíu rồi là đủ chóng mặt rồi. Đây, bạn bám tường sẽ bị bạn kia. Còn hiện tại để coi 1, 2, 3, 3 bạn, hình như là 4 bạn bị mắc kẹt ở trên cao ấy. Là hiện tại vẫn còn 4 bạn nha. Trời ơi, map bự quá, tìm không hết luôn nè. 14 giây nữa và mình biết chắc là zombie thua rồi. Không có kỳ tích xuất hiện rồi. Buồn ít sức à. Không biết Lê Phước, bạn Lê Phước đã giết được bạn kia chưa nữa. Wow, bạn Bùi Lan Vi vừa giết được một bạn này. Ok mọi người ơi, và nhân loại đã chiến thắng do dán này cũng kẹt nên mình sẽ tiếp tục một ván nữa nha. Để xem coi may mắn có đến với bạn đó nhiều lần không. Mong là lần này mình sẽ trốn thật là giỏi mọi người à. Hôm nay mình mới thấy đâu đây có cái lock tàng hình hay gì á. Ý, zombie kìa. Chạy mau, chạy mau. Chạy nhanh thiệt là nhanh, nhanh. Trời ơi, ông đó zombie bắt một cái chết chết. Không, mình sẽ trốn ở đây. Sẽ tiếp tục ăn một cái bánh tổ nữa để duy trì sự sống thật là lâu mọi người à. Sợ quá. Mình thấy có một bạn kìa. Ao, nhảy lên đây luôn. Không là game này sẽ giúp mình thắng được khu hầu. Chị sao mà khóc rồi, bù đế, đừng khóc chứ. Wow, Bùi Lan Vi đánh An Nguyễn Chiêu một cú mạnh, thắng liền 3 trận. Lại chết rồi. Mình không giỏi chơi chống tiền mọi người ạ. Nhưng mà mình rất thích chơi chống tiền. Mong Mama sẽ thắng. Mama đã chết rồi. Đã hay rồi. Đau lòng quá mà biết sao giờ. Cố ơi, cuộc sống gì cũng có thể xảy ra được hết. Đúng rồi mọi người. Buồn quá mà. Wow, thanh niên chạy rồi hang zombie dưới không lại luôn. Wow, cuối cùng cũng chết rồi. Liêu liêu luôn. Mắc cỡ không? Đây, chỉ còn có 1 phút 7 giây thôi. Để coi Lê Phước vẫn còn. Anh Toàn Văn Lê, U Lợn Di Luki và các bạn Hura gì đấy vẫn còn. Cái gì mà rip rồi kìa kìa. Ok, sư phụ cho tìm không ra luôn. Cái gì mà sư phụ, sư tổ gì nữa nè. À, tìm ở đâu đây?
còn chỗ nào để tìm được không? Đi tìm bây giờ phải nói là một cái gian khổ của cuộc đời rồi. Tìm khó quá, không quên được dáng này nữa rồi. Đau lòng quá à. Cái gì mà ai quy vô cực tùm lum hết. Ôi muốn thắng một dáng thôi mà phải nói nó khó gì đâu á. À trong này không có luôn. Ơi không có luôn. Ôi mấy thanh niên trốn hay quá. Thế à, mình đã không thành công khi mà cố giết mọi người à. Cảm thấy thật là tổn thương. Và video ở đây sẽ kết thúc ở đây nha. Còn bây giờ bye bye.